Các bạn thân mến, đối với những ai đang dùng sở hữu cái nồi chiên model 9220 của Philips, chắc hẳn là rất nhiều người, bởi vì đây là model đầu tiên và model bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Do vậy, mình nghĩ rằng có rất nhiều người đang sử dụng cái nồi chiên này. Nhưng cái nồi chiên 9220 cũng có một cái nhược điểm nhỏ, đó là cái vỉ nướng nó được thiết kế bằng inox, không có chống dính, và cái đáy của cái vỉ nướng này, đáy của cái khay này, nó được thiết kế rằng là cố định, gần như là nó không thể, bạn không thể cạy ra được bằng tay để mà vệ sinh rửa trong quá trình mà khi chúng ta đã chiên nướng xong. Thông thường thì các bạn sẽ phải dùng rửa bát này, sau đó thì các bạn có thể sử dụng những cái dụng cụ khác và cái bàn chải lại như thế này, các bạn đánh bốn xung quanh. Tuy nhiên về lâu dài ấy, thì nó cũng không thể sạch được và dầu mỡ nó vẫn bám vào phía cạnh này, các bạn cảm thấy rất là khó chịu. Và đây là cái nhược điểm mà rất nhiều người đã từng đăng đàn, và có rất nhiều người muốn tìm hiểu xem cái cách nào có thể xử lý được. Và hôm nay mình đang giúp bà xã rửa bát, nhưng mà mình nhớ đến cái việc mình đã từng xử lý cái đáy của cái khay nướng này. Do vậy hôm nay mình sẽ bật mí cùng với các bạn sẽ làm cách nào. Các bạn chờ mình một chút nhé. Ok, chúng ta tiếp tục. Hơi bừa bộn một chút, các bạn chỉ cần dùng một cây kéo. Chúng ta sẽ dùng cái kéo này để tháo bốn cái chốt đối ứng với nhau của cái khay này. Chúng ta, các bạn lưu ý, dùng cái mũi kéo chúng ta chọc vào đây. Chúng ta sẽ chọc vào đây. Các bạn nhìn cho kỹ nhé, chúng ta sẽ chọc mạnh vào đây. Cái này thì mình đã chọc trước, mình đã xử lý từ trước rồi. Các bạn chọc vào đây rồi, và dùng cái tay đẩy mạnh để đẩy cái nẫy, cái chốt của cái vỉ nướng này, của cái vỉ này, phải đẩy chốt đẩy lên. Rồi chúng ta đẩy bốn góc rất là dễ dàng thôi, chị em không thể làm được. Đẩy mạnh lên, rồi chúng ta đẩy mạnh lên. Nếu các chị em không làm được thì chúng ta sẽ nhờ ông xã của mình xử lý. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tháo. Các bạn, khi mà chúng ta tháo ra như thế này thì các bạn có thể lấy búi rác dạng vừa phải vừa sắc này, hay là búi rác thì chúng ta có thể đánh rất là dễ hàng thôi, và cái kiểu cọ rửa lên rất là dễ, đúng không ạ? Các bạn có sợ rằng là nó sẽ bị tuột không? Xin thưa là không hề, bởi vì cái khay này, hướng này nó đã có thiết kế một cái gờ sẵn, một cái gờ bốn xung quanh này. Các bạn chỉ cần lưu ý là lắp đúng chiều một chút. Đây, mình lắp lại cho các bạn xem. Chúng ta chỉ lắp đúng chiều một chút thôi. Rồi, rất dễ dàng, các bạn úp xuống cũng không vấn đề gì, đúng không ạ? Dễ dàng chưa? Rồi, bốn cái bóng này, cái chốt này, các bạn đẩy và đè sát vào phía trong, không cần phải đẩy xuống. Lưu ý các bạn không cần phải để xuống, bởi vì nó đã có một cái khay rất là kít rồi. Chúng ta chỉ cần như thế này thôi, và đã có giống như những nồi chiên mới của Philips hiện tại, chúng ta không cần phải đấy, còn làm nữa vấn đề này nữa, vấn đề nó được giải quyết cho cái trong quá trình ăn nữa. Các bạn có những hơi bừa bộn một chút mà các bạn không làm, mình xin bật mí để các bạn, giúp các bạn để xử lý không hơn.